hai cháu. Đây cò đây này, cò nó cũng dính vào lưới rẽ này nha các bác nhá. Các bác nào mà mua lưới đánh cò lép ấy thì các bác tham khảo về cái mẫu lưới này. Chào các bác thợ đánh chim đêm nha. Tình hình các bác tất cả tỉnh thành khu vực phía Bắc là thế nào rồi? Ở Bắc Giang thì trong một cái buổi sáng thì hai anh em đang đi thu hoạch chim để quay cái thành quả cho các bác cùng xem. Đây rẽ đây, cái này dính hai con các bác. Ấy, lưới từ vụ tháng 8 năm ngoái trắng nhẻo rồi anh em ạ. Hai cháu. Nói chung rẽ hôm nay thì đánh cũng đạt đạt công thôi các bác. Chắc được tầm chục rẽ thôi, mấy chục cò lép. Rẽ đuôi xòe này các bác ơi. Rẽ đuôi xòe. Con này rẽ di cư 100%, rất là gầy. Ngực nhô như cái dao. Con này là rẽ đàn này. Đàn mới... À con này cũng là đuôi xòe. Cánh vẹt trắng đây. Đấy. Cò thì dính gọi là thôi rồi, đi gỡ chết mệt thôi. Đây cò đây này, cò nó cũng dính vào lưới rẽ này nha các bác nhá. Các bác nào mà mua lưới đánh cò lép ấy thì các bác tham khảo về cái mẫu lưới này. Cái mẫu lưới này thì ngoài đánh rẽ ra đánh cò lép cũng khá là bám chim. Đấy, con nọt con dính nhưng mà thường thường là sẽ dính nhiều hơn. Đấy, còn đặc chủng của nó thì anh em chơi lưới 6 phân là chuẩn nhất. Này. Đấy. Úi giời rẽ này dính đây từ bao giờ đây. Đấy. Đấy. Bà rẽ rồi. Tối hôm qua gỡ được 8 con các bạn. Đánh kia được 1 con. Chết thôi, nhiều cỏ lắm. Rẽ cũng thấy dính đều đều. Đấy, con bàn xích ở trên kia còn không bật tiếng cò mấy các bạn. Nếu bàn xích mà đánh tiếng cò nữa thôi rồi. Đây cò đây. 4 rẽ, 5 rẽ, 6 rẽ. 6 rẽ dưới này. Cò này. Đây con rẽ nó hú đây rồi. Đây con rẽ nó hú đây. Đấy. Cánh giữa kia được 1 con nữa, giữa bãi kìa. Chết thôi. Rẽ này. Đấy. Cỏ. Này. Cỏ này các bạn. Này, đây nữa này. Đây nữa này. Ui giời. Nhiều lắm các bạn. Trong quanh bên kia còn làm một bao cỏ nữa. Cỏ này nó không có giá trị kinh tế anh em ạ. Đấy, phải thịt sạch thì buôn nó mới mua. Khổ cái. Thịt thì nó mua 5 đến 7 nghìn một con. Nó thời điểm thì được 10 nghìn. Các bạn, con này nó rất là bé. Đây còn nữa này. Đấy, cỏ lép này. Chết rõ rồi. Đây được con rẽ đàn. Đấy, rẽ đàn rẽ đôi xòe. Hú ở trong búi này này. Đấy. Sang là bấy lưới bên này. Cái lưới này nhìn sơ sơ qua thấy được mấy con cò rồi. Rẽ đuôi xòe nha các bác nha. Bác nào mà có nhu cầu mua về đồ bẫy chim, đặc biệt trong cái thời gian này là con cò lép là đang đi mạnh này. Con rẽ run. Để các bác liên hệ cho em. Cánh bên đây thấy dính. Ui dồi ôi, lên rồi. Không đuổi được. Bên đó tra thằng một lưới bên. Te ở khu vực em nó đi ít lắm các bạn, nên giờ đánh không có được. Te ở đây phải hôm nào mưa cơ. Ôi dồi ôi, tưởng rẽ mà tinh cò lép thế này. Bạn cũng bắt đầu đang đẹp lắm rồi. Không thấy con nào. Ui giời, cỏ này. Này gỡ cỏ chắc mệt lắm. Đây được một con rẽ. Ui giời, chết rồi, con rẽ nó nằm bên ngoài anh em ạ. Bay bố mất rồi. Đây được con rẽ nữa đây. Đó. Còn đứa bên trên kia không biết dính chỗ nào, hơi thụt. Ok nha.
Đấy, một video thì quay cho các bác xem là về cái buổi đi thu hoạch chim. Để bác nào xem được cái video này cần cho mình những cái mẫu lưới bẫy chim đêm hoặc là loa đài thì các bác liên hệ cho em qua số điện thoại để ở góc màn hình video. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.